Chào các bạn, tôi là Minh, chuyên gia guitar và chuyên gia music. Tôi đang ở tại Tân Gia của một nhạc sĩ nổi tiếng về nhạc cụ dân tộc để cùng tìm hiểu khám phá một tiếng mới của từ trăm dành cho nhạc dân tộc, đó là nhạc sĩ Minh Nhàn. Nhạc sĩ Minh Nhàn cùng với tiếng đàn đậm đà bản sắc dân tộc của ông đã luôn gắn liền với các chương trình của đài truyền hình HTV như Vườn Trăng Cổ Nhạc, Chuông Vàng Vọng Cổ, Phim Truyện Cải Lương. Ông có thể chơi được hầu hết tất cả các loại nhạc cụ dân tộc, trong đó có guitar phím lõm, kìm cò, sáo trăng. Tuy có tài, nhưng ông luôn giữ nét bình dị, khiêm nhường, luôn kính trên nhường dưới và được rất nhiều anh chị em văn nghệ sĩ yêu mến và nể phục. Để khám phá ra các bộ tiếng mới của GT100 do Hàn Quốc. Thì hôm nay ở đây tôi có xem thử qua cái bộ tiếng mới của Kim Cương vừa khai thác xong. Thì tôi đã thử qua, thì cũng có một vài phần cần phải sửa đổi và một số đã hoàn chỉnh. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua thử cái bộ tiếng đầu tiên. Đây là bộ tiếng Ngọc Anh, nhưng mà nó có đệm thêm nữa là ốc ta với lại meo meo. Thì hồi nãy là chỉnh chưa nó đạt. Rồi bây giờ em đã sửa lại rồi, bây giờ ok ha. Rồi tốt, tiếng này rất tốt. Bây giờ tiếng mèo ha. Bây giờ em có thể em nâng cái tiếng bass của cái tiếng mèo này được không? Được, nâng tiếng bass. Bị cái tiếng bass của mèo này bị lép hơn cái tiếng trap. Rồi. À. Lên tiếng bass thì nó lại bị nó bắt cái tiếng mèo. Đó là cái tiếng muốn lấy lại tiếng mèo. Tiếng mèo. Thì cái đợt này nó hợp với cái tiếng mèo này. Có nhiều nhạc sĩ khác họ sẽ cần, ví dụ như cái đợt của họ lại thiếu trép à. Nó cũng phải do cái đợt của mình đó. Ví dụ cái đợt của họ lại thiếu trép, họ muốn nâng trép của cái tiếng mèo này thì em có thể hướng dẫn cho các bạn để mình chỉnh bass trép này kia của cái tiếng mèo. Bây giờ mình bấm vào nút effect. Ở màn hình bên trái mình di chuyển sang cái FX2, bấm xoay nút số 4 sang FX2. Mình đang sử dụng tiếng qua, auto qua. Nó có nhiều cái chế độ mèo ở đây, nhưng mà chế độ này thì phù hợp nhất rồi. Bây giờ ví dụ mình muốn tăng cái trap của tiếng mèo, cái trap của tiếng mèo, mình tăng cái tần số này lên. Ok. Mình bấm right 2 lần để lưu lại. Rồi. Là xong. Rồi, ok. Vậy là vừa rồi là cái tiếng nó cũng đã được chỉnh sửa nhiều theo cái cảm âm của anh Nhàn. Đó là khá hoàn chỉnh hơn rồi. Và bây giờ chúng ta cùng làm tiếp phần tiếng phaser trộn với lại tập đặt. Chúng ta sẽ đến với tiếng thứ hai là tiếng phaser. Bấm nút effect. Mình thấy nó có phaser, nó nằm ở FX số 2. Xoay nút số 2 để chọn. Nó có nhiều cái hiệu ứng như flanger, phaser đó. Mình chọn phaser đi. Rồi theo Minh Nhàn thì cái tiếng như này đã được, cho anh có thể thử. Theo anh thì cái tiếng này với so với cái đàn của anh thì nó rất là hợp. Nhưng mà sẽ có nhiều cái đờn của các anh em nhạc sĩ khác nó bị thiếu trép, thiếu bass. Thiếu bass. À. Theo anh thì những cái đờn mà thiếu trép thì chúng ta sẽ lên từ 15 đến 30 RT. Raise từ 15 đến 30. Từ 15 đến 30. Thế này, đây. Đó. Nếu mà thiếu trép nha, còn cái thằng trép nè. Em mà em nâng lên 70 được rồi. 70. Rồi show ở trường 35 được rồi. Rồi. Đó, cả đó. Đó là những cây đờn thiếu trép. À, Minh ơi, nó có thế này. Tức là anh đang đờn được man, rồi anh đạp lên ốc tàu thì tiếng nó cân đối với nhau. Nhưng khi anh đạp thêm cái phaser, cái volume nó làm như nó la cao lên. Anh muốn làm sao mà đạp tất cả ba cái này trộn lại đều phải bằng tiếng nhau.
Tốt, tiếng tốt mình ơi. Rồi bây giờ anh nói với mình nghe, bây giờ anh sẽ thử cái tiếng đường mic của em làm trước. Cái nó đẩy cái bát cái trép lên cao quá, khắc phục là được rồi. Đó. Okay.